Thì bây giờ Trang sẽ đi rước bé Râm, rồi sẵn tiện Trang sẽ quay đường phố bên Mỹ rồi chòm xóm bên Mỹ cho cả nhà xem, và Trang sẽ chia sẻ cái chi phí tiền nhà mỗi tháng của gia đình Trang là bao nhiêu, rồi ăn uống là bao nhiêu cho cả nhà tham khảo biết được đời sống bên Mỹ ra sao. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang Du lịch và Cuộc sống Mỹ. Trang làm YouTube được một năm mấy rồi, cũng có nhiều ông bà, cô chú, anh chị kêu quay cái nhà cho xem, với lại nói chi phí nhà một tháng là bao nhiêu. Thì hôm nay sẵn đang thợ, đang sửa nhà ở trước, là sửa ống nước cho gia đình Trang á. Rồi Trang ra đây, Trang coi, rồi Trang quay nhà luôn cho cả nhà xem. Thì ống nước này họ nói sửa là 1.600 đô, nhưng mà phát sinh nữa là khoảng 9 đô. Thì hôm trước sửa mấy trăm đô nữa là hơn 2.000 đô á, là khoảng 50 triệu sửa cái đường ống nước á cả nhà. Nhưng mà Trang nói để kêu người Việt Nam quen ai sửa cho rẻ, mà chồng Trang nói không được, phải kêu công ty luật pháp, tại chồng Trang người Mỹ á, biết luật là không có dám làm sai luật, là phải có công ty rồi có qua thành phố gì xin phép trùm đơm á cả nhà. Đây là cái hàng rào phía trước nhà Trang. Lúc trước Trang mới thay cái hàng rào có một miếng giày dưới đi thẳng xuống sau á là 10.000 đô cả nhà. Thì hàng rào ở bên Mỹ nó có một cái hay này là nó có hai loại kích cỡ này. Hồi xưa là 6 feet, bây giờ là 8 feet, bây giờ là cao nhất mút khung rồi đó. À, 8 feet là 1 feet là khoảng 0,3 mét, thì 8 feet là khoảng 2,4 m, 2,5 m, là nó quy định cố định như vậy, không có nhà nào mà muốn làm cao hơn được. Nó chỉ có hai loại kích cỡ, thì Trang thấy cái này cũng một cái hay. Ở trước nhà Trang thì hoa cũng rất là nhiều, mà do hổm ra ống nước hư á, rồi không có tưới, rồi không có tỉa nữa. Chứ lại ở trước này chỉ có bé Râm đi hà, Trang với chồng Trang là lên xe rồi ở ngoài gara rồi giọt luôn, ít có đi đây lắm. Cỏ ở đây nó hơi cứng, lúc trước chồng Trang ở nhà cũ thì tự cắt, mà ở đây nhiều việc quá đó, thuê người ta cắt là khoảng 140 một tháng á cả nhà. Thì chỉ cắt ăn trước thôi, ở sau thì chồng Trang với bé Râm với Trang cắt. Và đây là cái cổng chính để vô nhà nè cả nhà, nó chỉ gói gọn có xíu gì hà, là nó cũng có cái kích cỡ quy định, hình như cũng có hai ba loại gì đó, nhưng mà không có bự, chở tầm vậy hà là xong rồi đó. Nhưng mà nó cũng có cái Trang thấy rất là hay, không phải giống như ở Việt Nam mà muốn nhà cao cửa rộng cỡ nào thì làm nhà giàu thì rộng mênh mông cửa vô rồi ha. Nhưng mà ở đây nhà nào cũng cái cửa vô là nó khá là giống nhau như vậy á, nó cỡ nhau vậy. Mà Trang thấy nó hay là một cái là không hiểu sao mà tất cả các vật dụng họ bán như là tủ, bàn, ghế, salon á đều lọt vô, đẩy lọt vô được hết. Thì salon thì họ gỡ rời ra, nhưng mà tủ lạnh hay là nệm đồ đó, hay là những sản phẩm Trang mua các bàn của Việt Nam đem qua cũng vậy, phải thiết kế như thế nào đúng quy định để mà đi vô cái cửa được. Và vấn đề này Trang nghiệm cứ thấy rất là hay. Đối với những cái nhà lớn thì cửa gấp đôi cái cánh cửa nhỏ này, đó là hai cái cánh ghép lại. Thì bây giờ Trang mời cả nhà đi vô trong với Trang ha. Dạ, xin chào một chú anh chị đến với nhà của con ạ. Bên đây là phòng khách của con, còn bên này là phòng khách của con luôn. Ủa, con bị lộn mà, cái này là phòng khách của cha mẹ con, với lại những có rất là nhiều cái bức hình của cha đã in mỗi tháng, tại vì cha rất là yêu mến mẹ. Với lại cái bảng nó giống như là nguyên lá cờ vậy, you are beautiful, giống như một cái đất nước mới vậy. Cái này có nghĩa là bạn rất là đẹp mà. Và khu vực này cũng là khu vực ngồi coi phim và tập thể dục của cha và mẹ. Giờ đây là phòng khách của mẹ con ạ. Có rất là nhiều trang trí nhỏ nhỏ. Quan trọng nhất là hình đám cưới của hai cha con và cha mẹ con. Ngày hình đám cưới của cha mẹ con, đám cưới do con tìm kiếm cha trên mạng cho mẹ, là tổ chức đám cưới cho mẹ con luôn, làm MC, làm dẫn chương trình MC rồi quay phim chụp hình luôn, chị hai trang điểm, làm tóc cô dâu luôn. Và ngày đó là tháng 5 ngày 8. Ông bà của chính chị hãy coi cái video đó trong khu vực livestream của channel của mẹ nha. Và một đây rất là đẹp là món quà của một người bạn của mẹ đã tặng bạn một... của cha bạn của cha tặng cô
cô gái Việt Nam mặc áo dài đội nón lá chạy xe đạp, đó là biểu tượng của cô gái Việt Nam. Đây là khu vực hình nho nhỏ của gia đình con ạ. Thì nó không có nhiều hình riêng mẹ mà nguyên cái gia đình. Đây là chị hai con, còn bên đó là gần như là 1, 2, 3, 4 cửa, 3 cái Christmas khác nhau ạ. Còn cái bức hình này rất là đặc biệt ạ. Và đây là bức hình con đã tạo ra cho cha. Cái này là cha với lại gia đình của cha. Gia đình coi phim của cha ạ. Dạ, còn bên tay trái này là cái màn rất là đẹp. Hồi xưa cha mẹ có làm một cái video về cái màn này ạ. Đây là khu vực tổng thể của những cái đồ rất là cũ kỹ. Đây là khu rất là cũ mà gia đình con có. Cái này là của cha, còn khu vực nhỏ nhỏ này là của con, có hình con. Và bên này là bàn thờ ở nhà. Hồi xưa con đốt nhang mỗi ngày nên là con rất là muốn có một cái bàn thờ, nên là con hỏi mẹ, và gần đây mẹ đã cho con điều ước là mua cái bàn, cái bàn thờ về thờ. Nhà bé Râm rất thích ăn chay. Hồi xưa bé Râm về ngoại á, ngoại ăn chay tháng 10 ngày, về hay gặp ngoại ăn chay, rồi thơm Râm thích ăn chay vậy lắm. Dạ. Con quay qua trên lên lầu đi con. Ở đây là trên lầu cái bức nềm á. Cái cầu thang mà cha mẹ đã mệt mỏi để làm ra được. Cái này là hồi xưa là nó bằng thảm và bây giờ gỡ ra để làm nó thành gỗ luôn à. Mấy mẹ con với gia đình là tự gỡ thảm ra làm cầu thang bằng gỗ mới đẹp. Rất là bước lên lầu, đây là cái sàn gỗ. Cái sàn gỗ này nè, là trước đó là thảm. Thì Trang với cái Râm chồng Trang cũng tháo ra thay bằng cái gỗ vai nồn này nè. Vợ chồng là lăn lê bò lết hơn nửa năm trời để thay toàn bộ cái hệ thống sàn gỗ ở trên lầu ở cả nhà. Thì chồng Trang đánh trống để giải trí và thư giãn thể dục á, nên ở đây là cái bộ trống mới của chồng Trang, bộ trống cách âm. Thì trước đây chồng Trang cũng mua là khoảng 3.000 đô á. Thì bộ trống cũ cũng bán trên Facebook, con gái trong bán dùng được 700 đô. Thì cái khu này chồng đang để đàn, từ lúc trước là để máy tập thể dục ở trên đây, nhưng mà sợ nặng á thì khiêng xuống dưới rồi. Đây là cái ghế massage chồng đang mua về trang massage cho chồng Trang. Chồng Trang thích màu tím nên mua cái đồ bao lại màu tím, chứ thật ra nó là của màu tím luôn. Trang cũng quên nữa, thật ra là nó màu tím luôn rồi cả nhà. Bao lại màu tím. Ở đây là mình để cái đầu vô đây nè, để cái đầu vô đây, cái mặt vô đây, thì massage nó ngộ quá. Trang đó giờ tôi cũng không có hiểu massage, giờ Trang mới biết. Trời ơi, luôn màu tím luôn đó chứ. Trang cũng quên thôi, bị quên. Ai nhè, tưởng ở dưới màu trắng thì trồng màu tím lên, nên nhầm màu tím luôn chứ. Giờ Trang đi vô phòng ngủ của vợ chồng Trang. Bên trong đây là cái phòng ngủ của gia đình Trang. Thì sơn tường màu tím luôn, thì vợ chồng Trang cũng tự sơn luôn. Và đây là cái chỗ ngủ của Trang, có cái đèn ngủ màu tím của khán giả tặng cho Trang. Khán giả đó như một đứa em thân của Trang ở ngoài đời, lo lắng cho Trang lắm. Mỗi khi mà Trang không đăng mà không nói lý do, báo trước là em lo lắng kiếm Trang quá trời luôn. Rồi chị em thân thì cũng có trao đổi, cũng có quan hệ ở ngoài đời đó, thì em tặng cho Trang cái đèn màu tím. Mỗi gì khi em nhìn đèn nhà em nhớ Trang. Rồi em tặng cho Trang một cái, nó nói trời ơi, đèn cặp để hai bên giường mà cho Trang cái, rồi thành nó lẻ nó xấu rồi sao. Nói không, em nhìn nó là em nhớ chị, em phải tặng chị mới được. Mà bây giờ thì Trang nhìn nó, Trang lại nhớ em. Thì cảm ơn Hiền rất là nhiều nha em. Hiền ở Washington State cả nhà. Nói chung cái căn nhà này công phu của vợ chồng Trang rất là lớn, gần như là tự sửa rất là nhiều ở bên trong. Còn như là cửa kính, máy lạnh hay là gara thì phải mướn thôi, chứ còn bên trong là làm bậy hết. Ở đây nè cả nhà, cái nhà có thể nhìn thấy ở đây nó cao lên, rồi ở đây nó trũng xuống, mình có thể trưng bày những cái bông đồ đẹp á. Còn bên này nó trống trơn, như ở giữa nó băng qua bên này trống trơn à, trống trơn bên đó. Thì ở bên đó là cái nhà tắm, mà trống trơn á thì nó xấu mà nó lạnh nữa. Khi mình tắm á, nó không có ấm, với lại ngủ á, cũng mình ngủ á, mai vô nhà tắm mở đèn á, thì nó sáng tròn à. Nó rất là bất tiện.
rồi nó không có khử mùi được hết toàn bộ bên trong. Trang với chồng Trang là tự làm cái bức tường đó cả nhà, làm bích bức tường đó rồi sơn lại luôn á, rất là vất vả. Mà công nhận chồng Trang cũng giỏi thiệt, gỡ hàng cũ bỏ hai hàng mới. Cái này thì dễ nhưng mà cũng lao động đổ mồ hôi hột cái bộ dở ra cả nhà. Mà trước khi đi xuống dưới đang khoe cái này, bữa nào chia sẻ một clip gì đó cho cả nhà nghe luôn nha. Thì cái nhà này ở trên lầu, tất cả trên lầu là bốn phòng ngủ đều ở trên lầu hết. Hồi nãy phòng mà vợ chồng đang ngủ, phòng ở đây là xưa người chủ cũ họ làm phòng làm việc. Chồng Trang cũng định trở qua đây để làm việc mà chưa có chuyển qua, thì vừa rồi cũng sơn lại mới hết. Rồi cái lon phong này nè, vợ chồng Trang cũng tự đóng mới hết toàn bộ cái lon phong, cạo cái bóc con cũ ra thì dán lên rất là đẹp. Nhưng mà mới làm được có một phòng này nè, còn nhiều phòng khác chưa có làm, còn nhiều công chuyện để làm đó cả nhà. Bên đây là phòng ngủ của cái room, rồi bên đây một phòng ngủ nữa. Thì con gái đang có về thì sẽ ngủ ở cái phòng ngủ này, mà ít về lắm, lâu lâu mới về. Em năn nỉ ở lại chơi em với mẹ đem về đi nha. Có công việc làm ổn định rồi cuối tuần nghỉ ngơi rồi ra làm việc rồi đi chơi với mẹ với em, về thì thỉnh thoảng ngủ lại đêm ở đây rồi đi, thì sẽ ngủ phòng này hoặc cái phòng kia. Phòng nãy chồng Trang chưa làm phòng làm việc thì cái phòng đó lại là cái phòng đẹp nhất vì nó có lo phong sạch sẽ. Lo phong nó bắp con như thế này nè, vợ chồng còn rất nhiều công chuyện phải làm. Bây giờ thì Trang đi ngược xuống tầng dưới để quay tiếp. Trên cầu thang bước xuống thì sẽ đi qua đây, một cánh cửa để đi ra nhà xe. Ở cái nhà xe này thì có hai chiếc xe. Thì cái ga này trước đó nó rất cũ, ở trên lầu nó trùng xuống, nó bằng cái nóc. Nên gia đình Trang đã làm mới hết toàn bộ, là làm nâng cái nóc lên, rồi làm hai cửa thành một cửa, rồi sơn lại toàn bộ mới, gắn đèn mới. Thì tổng chi phí là 30 mấy ngàn đô á. Trước đó Trang có chia sẻ, thì mời cả nhà tham khảo thêm cái video đó ạ. Dạ bây giờ là tới cái khu vực nhà bếp của bà nội trợ đây. Thì cái nhà bếp này trước đây nó màu trắng, nó ra ố vàng cũ kỹ, vợ chồng Trang quyết định sơn lại. Thì cũng chọn màu tím thôi, vợ chồng Trang thích thì cho nó vui vui vậy đó. Rồi sơn lại nè cả nhà, thấy nó mới và đang làm bếp với cái video cũng rất là dễ thương. Và đây là cái microwave, là cái phần chính của chồng Trang. Tại vì chồng Trang ăn đồ Mỹ thịt nguội này kia chỉ sử dụng duy nhất cái này và ít có nấu lắm. Còn đây là cái chỗ để Trang nấu, nhưng mà chồng Trang thích nấu bằng ga. Nhưng mà cái nhà này nó 27 tuổi rồi, nó không có, thời đó không có thiết kế ga mà xài điện đó, lò điện. Chồng Trang không thích lắm nhưng mà Trang thì thích. Lò chùi nó dễ cả nhà. Rồi ở đây là cái lò nướng nè cả nhà, cái lò nướng lớn. Còn ở đây là cái lò nướng nhỏ bằng điện. Cái này bắt lên chờ đợi nó lâu lắm, nên Trang mua cái lò nướng bằng điện chỉ để vô rồi bấm nút là nó nướng nhỏ nhỏ gọn gọn. Còn đây là cái nồi áp suất ấm nước siêu tốc của Trang. Thì nồi cơm điện, Trang người Việt Nam ăn cơm rất là thường, nói chung là suốt ngày chứ thường gì luôn luôn ăn cơm. Thì ở đây là cái chỗ mà rửa chén bằng tay, rồi mình úp lên đây cho nó nhiễm nước xuống nó khô. Còn và ở đây đó là cái rửa chén bằng máy nè, Trang cũng mới rửa xong, thì đợi cho nó khô nước rồi đã. Nó sấy nóng nhưng mà nó nóng ra quá thì Trang cũng để nó nguội với một chút. Thì nói chung là mỗi ngày Trang dùng hết cả ngày nấu nướng thì Trang rửa một lần ở cái máy rửa chén này thì nó gọn. Ngó qua cái khu vực này thì có hai cái bàn. Bàn này là chủ yếu là để bánh mì cho chồng Trang, này bánh lặt vặt cho chồng Trang, thì chồng Trang ngồi đây ăn, đứng đây ăn giống như ngồi lấy đồ ăn thôi. Còn cái khu vực này là bàn ăn của gia đình, thì mỗi khi có tiệc hay gì đó thì lâu lâu vợ chồng Trang ngồi ăn thì ngồi ở đây, rồi con gái đang về ăn thì mấy mẹ con ăn ở đây. Và cái bàn này là chính của cái nhà bếp, và Trang thì thường xuyên ngồi đây. Ngồi đây là Trang làm việc ở đây, nơi làm việc của Trang nè. Trang chỉnh video, Trang ngồi suốt ngày ở đây.
làm việc ăn uống các cái luôn. Là cái chỗ này là cái chỗ thân thiện nhất của Trang. Rồi bây giờ Trang sẽ đi quay một cái phần này nữa rất là quan trọng cho cả nhà xem. Thì sống ở bên Mỹ là hầu như cái nhà nào cũng có cái nhà kho như thế này á cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao không? Ở bên đây á, đâu có đi chợ mỗi chiều đồ mỗi sáng như ở Việt Nam mà một tuần mới đi một lần, có khi Trang hai tuần nữa. Thì với lại chồng Trang là ăn đồ hộp không à, nên hầu như cái nhà nào ở bên Mỹ cũng có cái kho chứa thức ăn như thế này. Đó là quá trời đồ. Có những người Mỹ thì họ cũng ăn đồ nấu, nhưng chồng Trang thì nói là nhỏ mẹ chồng cho ăn đồ hộp, cái ăn đồ hộp biết cũng quen, ít có ăn nấu nướng. Là với lại bệnh tiểu đường đó cũng hạn chế nấu nướng, ăn những cái đồ hộp, nhưng mà chồng Trang cũng đọc thành phần hết trơn à. Đó là có cái gì thì để em đây, thì Trang cũng có bao gạo nè cả nhà, mua bao gạo dự trữ. Có cái gì ở ngoài thì Trang cũng dồn vô đây, coi như là một cái nhà kho luôn. Và có một điều Trang muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em ở Việt Nam biết, hoặc các tiểu bang khác không biết có giống Trang không. Thì tiểu bang Trang là tiểu bang Texas, có rất là nhiều lốc xoáy. Thì mỗi khi lốc xoáy thì mọi người sẽ trốn vào nơi an toàn nhất, thì tránh các cửa sổ, cửa kính đồ nguy hiểm á. Để lốc xoáy nó đập vỡ rồi nó ghim kiến vô mình, thì mọi người sẽ đa số là trốn vô cái kho chứa đồ ăn như thế này. Bởi vậy Trang đem cái giường vô đây để trong cái kho này, nó cũng rất là kỳ lạ. Nhưng mà Trang cảm thấy rất là vui, thì chồng Trang cũng chiều Trang luôn. Chứ tự nhiên bỏ cái giường vô đây, nhưng mà tại cái giường này nó nhỏ nhỏ, thì chồng Trang đòi đem bỏ tại vì không có sử dụng, thì Trang thấy tiếc quá. Để vô đây thì nó rất là hợp lý, nó chừa đựng chỗ đi nữa nè cả nhà. Thì Trang quyết định để vô đây, cả nhà biết sao không? Trang có lý do. Thứ nhất là để trốn lốc xoáy. Thì trước đó không có gì trốn lốc xoáy, mẹ con Trang ôm gối mền thì vô đây ngồi mũi chân mệt mỏi. Chồng Trang thì canh ở ngoài thì có thời tiết báo, nhưng mà thấy mà ù mạnh thì chồng Trang cũng chạy vô sau. Thì nhưng mà Trang với Lâm mấy lần rồi trốn vô đây ngồi tê chân quá, thì Trang quyết định đem cái giường để vô đây luôn, để mình lót sấy mình ngồi, ví dụ lâu mình nằm ra vậy luôn cũng được, cũng khỏe. Với lại biết sao không cả nhà, cái nhà này nó 27 tuổi rồi, thì bốn phòng ngủ nãy Trang chia sẻ đó nó nằm ở trên lầu hết, ở dưới đây không có cái phòng ngủ nào hết, chỉ là hai phòng khách chứ sao là nhà bếp vậy thôi à. Còn những cái thiết kế mới á, nhà lầu á, thì họ có một cái phòng ngủ lớn ở tầng dưới. Thì cái thất bại là nhà cũ nên nói vậy. Nên là Trang vừa làm nơi mà trốn lốc xoáy, vừa làm nơi mà ngã lưng buổi trưa. Nếu Trang làm việc mệt mỏi đó thì Trang vô đây Trang ngã lưng chút xíu luôn. Nói chung cái chỗ ghế ngồi hồi nãy với cái giường này là Trang ở dưới tầng này suốt ngày, tối mới lên trên đó ngủ. Còn chồng Trang làm việc suốt ngày trên đó, hết giờ thì xuống salon ngồi ăn coi phim chút rồi trở lên cái phòng làm việc đó ngủ luôn trong phòng làm việc á. Và cái tầng dưới này có một cái nhà vệ sinh nhỏ ở đây, rồi ở đây một cái tủ để áo khoác, để áo khoác ở dưới đây để mình đi ra đường á mình lấy áo khoác ở đây. Và ở đây Trang cũng chia sẻ luôn một cái đời sống bên Mỹ cả nhà. Đây là cái phòng để giặt đồ, thì đây cái máy giặt, cái đây cái máy sấy, và đây cái tủ lạnh đứng đây. Cả nhà nghĩ nó là cái gì? Cái tủ lạnh bình thường ở Việt Nam hả? Không phải, nguyên cái tủ lạnh này là cái tủ đông của Trang đó. Thì ở trong đây này Trang chứa tôm khô, khô mực, khô các loại, rồi xương sườn cá đồ. Thỉnh thoảng Trang đi chợ cả tuần hai tuần mới đi, thì Trang mua nhiều thì Trang để vô đây. Thì coi như là cái tủ này, nguyên cái tủ này là của Trang, để mà Trang dự trữ thức ăn tôm khô, khô mực lấy ra nấu canh rồi này kia. Đi ở Việt Nam gửi qua, hay là ai đi về Việt Nam đem qua, thì tôm khô, khô mực tất cả là Trang để vô đây để dự trữ ăn. Nói chung là ở bên đây đợt dịch đó thì ở nhà lúc nào cũng có đồ ăn, cũng không có khó khăn như ở Việt Nam mình phải đi mua hàng ngày. Thì ở bên Mỹ là có cái tủ thức ăn như vậy, rồi có cái kho chứa đồ ăn, thì mình có thể ở nhà cả tháng, hai tháng không có đi ra ngoài thì vẫn có đồ ăn. Và ở đây là tấm bảng dạy vợ English, chồng Trang dạy Trang tiếng Anh á. Thỉnh thoảng mà Trang không hiểu chồng Trang viết ra đây, hoặc là bé Rum bé Thư rồi dễ giải thích cho mẹ con Trang hiểu. Trước đây Trang cũng có chia sẻ clip chồng Trang dạy Trang, rồi trên kênh á cũng có hình như hai clip
thì mọi người cũng nói làm thêm clip dạy tiếng Anh để cho mọi người nghe và học, tại vì chồng Trang phát âm rất là hay, nhưng mà Trang cũng chưa có điều kiện làm thêm nhiều video nữa. Thì sau này nếu có điều kiện thì Trang sẽ làm thêm nhiều video cho cả nhà xem. Dạ, giờ tới cái khu vực này là ở đây nhìn ra hồ bơi rất là đẹp. Thì cửa kiến, toàn bộ hệ thống cửa kiến vợ chồng Trang đã thay mới hết toàn bộ cái căn nhà này, là 20 mấy ngàn đô căn nhà. Thì trước đây nó cũng làm 4 cái kiến, nó có mấy cái ngấn làm 4 không có đẹp. Thì Trang muốn ngồi đây để chụp hình quay ra đẹp á, thì Trang làm nguyên một cái miếng kiến lớn này. Thì ở bên Mỹ á, là cái ngày Noel là cái ngày lớn nhất của nước Mỹ, họ tổ chức trước cả tháng á, và họ trang hoàng nhà rất là đẹp. Noel á, xong các cái cửa hàng giảm giá thì Trang mới mua về để mà trưng bày ở đây rất là nhiều, tại vì bán đúng ngày thì rất là mắc. Thì sau khi hết ngày giảm giá thì Trang mua nửa giá hả, để cho mùa tới mình trang trí ngôi nhà mình đẹp. Và cũng không cần mùa tới nữa, Trang trang trí đang nhìn mỗi ngày luôn. Dễ thương cả nhà. Mỗi khi buồn buồn Trang lại nghe vui vui. Thì ở này giảm giá còn nửa giá, hình như là mấy đô à. Thì cũng rất là rẻ, Trang cũng thích lắm, đẹp. Nhà ở đây Trang ướp cái nón lá ở đây để mà đi ra vườn. Bây giờ mời cả nhà đi ra làm sao để Trang quay ra làm sao cho cả nhà xem ha. Nhà từ cửa bước ra thì bên đây có cây chổi nè cả nhà. Cây chổi bên Mỹ là vậy nè, khó quét chết luôn nè. Nó bằng mũ sợi sợi vậy nè, không có chổi lông cỏ chổi ráng như mình. Hình như chợ Việt Nam cũng có nên mà để bữa nào Trang mua. Cái này là đồ Mỹ xài theo chồng Trang, nó khó quét lắm. Để đây để Trang quét ở ngoài sân. Rồi qua bên đây là có một cái bàn để ăn. Thì ở bên đây tưởng qua Mỹ cũng có mùi rủi. Tưởng qua Mỹ không có mũi ruồi, ai nhà có quá trời. Đây là cái cây đập ruồi, ruồi dữ lắm. Thì cái nhăn mũi nè cả nhà, nhăn mũi này đang mua ở chợ Việt Nam. Rồi đây là cái khu vực nhà bếp của gia đình Trang nè, là nướng. Chồng Trang thì chỉ sử dụng cái này để nướng thịt, nướng cánh gà đồ đó. Thì Trang thì dùng cái ở đây để nấu mắm kho hay gì đó cả nhà. Bởi khi kho mắm thì ra đây kho mắm thì nó hơi mùi nhiều thì ra đây kho. Thì cái không gian nhà bếp ở đằng sau rất là đẹp để nấu nướng cho người Việt mình rất là thoải mái, có mấy che. Nhưng mà chỉ nấu trong mùa nắng thôi, không có nấu mùa đông được. Còn bên anh Năm Trang, hổng đang có quay thiết kế là anh Năm đang tự xây luôn một cái khu vực bếp sau lưng cái nhà, sau cái nhà vậy nè. Rồi y như trong nhà vậy đó. Thì nấu mùa đông, mùa hè gì cũng được, ấm. Còn của Trang thì không có nấu được mùa đông, rất là lạnh. Rồi bây giờ Trang quay khu vực khác cái nha. Từ cái bếp đi vòng qua đây, ở đằng xa đó là hai cái máy lạnh, máy sưởi cả nhà. Ở đây là cái nhà kho nè. Cái nhà kho này chứa tất cả các dụng cụ để mà máy cắt cỏ, rồi phân thuốc xịt cỏ, rồi các cái dụng cụ về hồ bơi, chăm sóc hồ bơi, hay là mấy cái con để mà thả xuống chơi cái phao á. Tất cả thì chồng Trang để trong cái nhà kho này. Ở bên Mỹ thì cái nhà kho này cũng hầu như đa số nhà nào cũng có, mà cũng có một số nhà thì không có. Nhà Trang thì có. Bây giờ để Trang đi ra ngoài xa xa, Trang quay ngược trở vô là đó là cái tổng thể cái nhà Trang ở phía sau, nhìn rất là đẹp, có bếp, có hồ bơi, có vườn rau. Thì mỗi lần muốn bơi thì Trang vô cái kho này để Trang lấy đồ chơi ra, tại vì cuộc sống bên Mỹ thì chỉ có ở nhà thôi chứ không có đi ra ngoài nhiều, nên chủ yếu là sinh hoạt tại nhà. Để bơi thì mình mới thả xuống những cái dụng cụ để bơi. Cái màu cam đó là cái thuyền để mình chèo và ngồi chơi. Cái bên trái màu xanh là cái thùng để chứa nước ngọt, bia, các cái đồ lạnh thì mình để vô đó để mà chơi khi có đông người. Ở đây là những cái phao hình con này con kia. Bên đây là cái phao để hai người nằm trên đó để thư giãn vào mỗi khi mình bơi. Cái hồ bơi này cũng sử dụng cho mùa hè, và mùa đông thì rất là lạnh. Rồi có năm thì tuyết rơi đóng băng thì bị cúp điện á, thì cái hồ bơi này nó thành cái tảng đá luôn.
Thì bây giờ Trang sẽ đi rước bé Râm, rồi sẵn tiện Trang sẽ quay đường phố bên Mỹ rồi chòm xóm bên Mỹ cho cả nhà xem, và Trang sẽ chia sẻ cái chi phí tiền nhà mỗi tháng của gia đình Trang là bao nhiêu, rồi ăn uống là bao nhiêu cho cả nhà tham khảo biết được đời sống bên Mỹ ra sao. Thì Trang tới sớm chút rồi ngồi đây chia sẻ tiếp với cả nhà luôn. Nãy Trang quay nhà cửa Trang, đường phố bên Mỹ như vậy đó. Rồi cái nhà lớn như vậy thì chi phí mỗi tháng là bao nhiêu? Chào mời cô chú anh chị. Tự nhiên mới lên xe cái thấy camera rồi mẹ kêu con chào mời chú anh chị à, nên là chào giùm. Con hết hồn. Yeah. Con chào tiếp đi, mẹ đang nói chuyện mà. Đi rước Râm rồi nè cả nhà. Bây giờ đi về với Trang ha. Ok. Bây giờ con mời cô chú anh chị thấy mẹ con mặc áo bà ba lái dữ mà. Không có chèo thuyền mà lái xe, xe hơi. Ở bên Mỹ mặc tự do cả nhà, không mặc gì mặc hả? Họ không có quan tâm mặc cục hoặc dài, mặc ngắn, mặc sexy. Chứ có nhiều người bận áo tắm đi chợ siêu thị luôn đó, cũng sao á. Rồi mắc cười lắm, nhuộm đầu xanh đầu đỏ, đổi tóc giả kiểu nào kiểu. Trang đang làm clip ở nhà mặc áo bà ba này đi rước luôn. Người ta thấy lạ, người ta lại thích bà ba áo dài của mình lắm, chồng Trang á, thích lắm cả nhà. Nay trường Râm bệnh hết hả? Dạ, hình như là giờ mùa đông á, người ta bệnh nhiều lắm mà. Dạ. Yeah. Bây giờ con đi tiếp nên là con sẽ nói lại ở khi mà lát hồi ông bà của chú anh chị nha. Ê, về tới nhà rồi cả nhà ơi. Không biết chèo, chồng Trang phải lấy cái cây kéo làm vô. Rồi bơi nãy giờ cả nhà, chèo chứ cũng không biết. Chia sẻ tiếp cả nhà, thì rước Râm về rồi tranh thủ cũng chưa có lạnh dữ thì ra đây chơi. Trang cũng học chèo thì nay chia sẻ với cả nhà luôn cái ngôi nhà bên Mỹ chi phí bao nhiêu. Thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cái nhà khác nhau hết trơn à. Do cái nhà nó lớn, nhà nó nhỏ, rồi tiền mình bỏ vô nhiều hay ít, mình nợ ngân hàng nhiều hay ít. Thì đối với riêng Trang thì chia sẻ thật lòng hết. Đây là cái căn nhà của Trang, thì tính theo tiền ở bên Mỹ là 400 mấy chục ngàn, trả trước mấy chục ngàn, còn nợ gần 400 ngàn, còn đối với tiền Việt là khoảng 10 tỷ, trả trước 1 tỷ, còn lại nợ 9 tỷ. Thì cái số nợ 9 tỷ đó trả trong vòng 30 năm, thì mỗi tháng mình sẽ trả bao nhiêu? Thì mỗi tháng gia đình Trang sẽ trả là 2.800, mà 2.800 đó không phải là tiền gốc của mình đâu. Tiền gốc của mình chỉ được trừ khoảng 1.000 đô hà, còn lại là tiền lãi ngân hàng, tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà. Cái tiền thuế nhà với bảo hiểm nhà ở đây rất là cao. Nếu mà trả ngân hàng xong á, tiền thuế nhà, bảo hiểm nhà thì cái nhà này một tháng cũng phải 1.000 đô nếu mà trả ngân hàng hết á. Thì đối với bên Mỹ thì cái căn nhà chi phí đó nó nhiều nhất. Thì còn lại là 2.800 đó là tiền trả vô cái ngân nhà này. Còn điện nước thì sao? Điện nước nếu mà mùa cao điểm của cái mùa nóng á, thì tiền điện rất là mắc, khoảng 500 đô. Còn tiền nước thì khoảng 200. Mùa nắng cũng nhiều, 200-300. Mùa nắng thì nhiều nước, nhiều điện. Còn mùa đông thì cũng nhiều điện luôn. Tại vì sưởi ấm á, thì nói chung kèm kèm cái chi phí điện nước giặt đó là rác rồi đó là khoảng 700, 2.800 với 700 là 3.500. 3.500 á cả nhà, là khủng khiếp không? Còn còn cái chi phí cho cái hồ bơi nữa. Cái chi phí cho hồ bơi cũng khoảng vài trăm nữa. Rồi lặt giặt sửa nhà, lặt giặt chồng Trang hay lặt giặt cho nhà cửa lắm, là khoảng bình quân là khoảng 4.000 đô cho một tháng cho cái nhà để mà có chỗ ăn chỗ ngủ đó cả nhà, là 4.000 đô là khoảng gần 100 triệu cả nhà ha. Phải làm ra tiền mà không có nhà đâu, mới trả được có năm mấy nè. Còn lại cái đời sống bên Mỹ, cái tiền ăn uống thì nó không có nhiều, tháng chừng 1.000 à, 1.000 trở lại. Nếu mình tùy mình ăn sang ăn đâu, ăn đồ Mỹ thì rẻ lắm, rẻ rời luôn, còn ra ăn đồ Việt Nam thì mới mắc á, là
cho là tầm khoảng 1.000 thôi, nhưng mà cái nhà lại là có chỗ ăn chỗ ngủ là 4.000 đô. Có người nói là sao ở chi bự vậy, thì nói chung là người Mỹ là vậy đó, họ thích sống rộng rãi thoải mái. Một mình chồng Trang, nếu mà không có mẹ con Trang trước đây, chồng Trang cũng sống khoảng y như cái nhà này, bự hơn, đẹp hơn cái nhà này luôn, 4 phòng luôn, không cho ai thuê hết. Thì người Việt Nam mình cái văn hóa khác lắm. Thì giờ sau này Trang sẽ kể những cái nhiều cái khác lắm cả nhà ơi, nhưng mà mình không có thay đổi được, thay đổi cái tính cách rồi nóng nảy hay là cái này kia thì được, chứ còn mà cái cách sống của họ mình không thay đổi họ được. Họ nói cuộc đời họ sinh ra họ làm để sống, tại sao họ phải sống chật vật không thoải mái? Còn mình thì cho xe phòng để mà có tiền sống dành dụm này kia, thì người Mỹ không vậy. Nên chồng Trang có mẹ con Trang thì cũng sống 4.000 đô một tháng cho ăn cho ngủ, còn trước đây thì vẫn vậy, nên mẹ con Trang sống cũng như là sống té không biết sao. Thì ăn uống thì Trang sẽ từ Trang làm ra tiền, Trang chia sẻ ăn uống với chồng Trang. Thì trước đây chồng Trang cho Trang ở nhà không có làm, nhưng mà Trang phải làm ra tiền, nhỏ lớn là làm ra tiền quen rồi, đâu có xài tiền người khác cũng nổi cả nhà ơi. Thì sau này còn nhiều điều thú vị ở kênh Trang lắm, Trang chia sẻ về người Mỹ, cuộc sống Mỹ rất là nhiều. Cuộc sống Mỹ thì có thể có nhiều anh chị biết rồi, nhưng mà người Mỹ nhiều cái khác lắm cả nhà ơi. Nhớ ấn chuông đi, từ từ Trang kể nhiều cái khác cho cả nhà nghe ha. Thì video của gia đình Trang cũng đến nay cũng đã dài rồi. Trang xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu thấy kênh của Trang hay thì Trang thấy bữa nay Trang chia sẻ hay đó, là nào là ngôi nhà ở Mỹ nhìn thế nào, rồi đường phố bên Mỹ ra sao, rồi chi phí mỗi tháng mình phải chi trả bao nhiêu, rồi còn nhiều cái nữa thì Trang sẽ chia sẻ tiếp. Thì Trang thấy cũng hay, ông bà cô chú nào thấy hay cho Trang một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.